coaching của NLP nó quá là đỉnh ạ. Vâng, thực sự là có những cái vấn đề của mọi người mà em không nghĩ là có thể phá được, bởi vì em cho rằng là nó đã ăn sâu vào một cái thói quen, nó như là một lối sống rồi, một cái lối mòn trong suy nghĩ rồi, và nó đã được hình thành. Ví dụ có những bạn, ví dụ ngay cả bản thân em bây giờ đã là hơn 40 tuổi rồi, thì làm sao mà mình có thể phá vỡ được những cái niềm tin, những cái cảm xúc đó, nó theo mình trong suốt từng mấy năm, theo những các bạn suốt từng mấy năm đó. Thế nhưng mà thực tế thì khi mà bản thân em được trải nghiệm này, rồi bản thân em được coach cho các bạn này, rồi em nhìn các bạn được thầy coach này, và em thấy được là cái sự thay đổi của mọi người, nó xóa bỏ được tất cả những cái vấn đề của họ sau khi các cái phiên coach, thì cái niềm tin đối của em đối với coaching NLP nó trở nên rất là mạnh mẽ. Và em thấy rằng là không có gì là không thể, quan trọng là chúng ta tìm một cái công cụ nó đủ mạnh thì nó đều phá vỡ được hết. Tức là thứ nhất là bản thân là mỗi chúng ta đủ khát khao thay đổi, sau đó chúng ta tìm một cái công cụ đủ mạnh thì mọi vấn đề của chúng ta đều được gỡ bỏ và bóc hết. Em đã từng trải qua để mà tiếp cận coaching á, thì em cũng bắt đầu tiếp cận với coaching khoảng 6 tháng lại đây. Đó. Thì bao gồm có là, nhưng mà cái coaching mà để mà xóa bỏ, gỡ bỏ tất cả những cái vấn đề nó ăn sâu vào bên trong của mỗi người, thì có lẽ là từ khi em bắt đầu học tới học NLP, thì em bắt đầu là được tiếp cận từ những cái kiến thức nền tảng như là hiểu mình này, hiểu người này, từ cái việc mà mình tìm ra được cái năm đám mây tiêu cực này, tại sao cái cuộc sống của mình, cuộc đời của mình nó lại có của ngày hôm nay này, cái tính cách này, mình có những cái nỗi sợ này, mình có những cái niềm tin này, có những cái mâu thuẫn nội tâm này, em hiểu rằng là tất cả đều do năm đám mây tiêu cực đó mà thành. Đó, thì em dần dần em hiểu ra. Và cái điều tuyệt vời nữa là em thấy rằng là cho dù mình có năm đám mây tiêu cực, và cái năm đám mây đấy nó lớn đến đâu, nó rộng đến đâu, nhưng nó đều có cách để xóa bỏ nó, thì đấy là cái điều tuyệt vời nhất. Chứ mình lâu nay thì có nó phá bỏ cái tư duy lối mòn của em là tính thế rồi, làm sao mà đổi được, chấp nhận đi thôi, thậm chí kể cả là con mình thế, đã nuôi nó lên từng này tuổi rồi thì làm sao thay đổi được nữa, mẹ bố mẹ mình đã thế này rồi làm sao thay đổi được nữa, thì chúng ta cứ chấp nhận sống chung với cái điều đó đó. Và cái cuộc sống của chúng ta nó cứ quay, nó luẩn quẩn như vậy. Thế nhưng khi mà mình biết được cái kỹ thuật coaching như thế này thì mình đều có thể xóa bỏ được hết. Đó, những cái nỗi buồn của mình nó cũng xóa bỏ, cái tính cáu giận của mình nó cũng mất đi, rồi những niềm tin của giới hạn của mình nó cũng sẽ được bị đẩy gãy, những cái nỗi sợ của mình nó cũng không còn nữa, và gần như là mình được gột rửa thật để mình lại trở thành cái em bé với đầy cái năng lượng, không còn cái đám mây nữa, thì như thế mình có thể có đủ sức mạnh để mình tiếp tục đón nhận và làm cho cái cuộc sống của mình nó trở nên vui vẻ, nó trở nên thành công, nó trở nên thịnh vượng hơn. Còn nếu như trong người mình nó vẫn còn cái đám mây đấy thì nó rất là khó. Mà nhất là trong ngành giáo dục, thầy cô là những người mà có ảnh hưởng vô cùng lớn để tạo nên những cái con người sau này. Bởi vì cha mẹ và thầy cô là những người tiếp xúc với các con từ lúc mới sinh ra và cho đến lúc mà các con, nhất là các cô giáo mầm non hay cô giáo tiểu học, từ thời gian là 0 đến 14 tuổi đó. Chính vì vậy là nếu như mà ngoài những cái kiến thức về học thuật, về chương trình giáo dục thông thường mà cha mẹ và thầy cô hiểu được về con người, về những cái điều mà NLP trang bị ạ, thì nó sẽ rất là tuyệt vời trong việc đồng hành, trong việc hiểu con, và trong việc là một cái tấm gương để mà giúp con trẻ từ cái thuở ấu thơ để sau này cháu các con có một cái cuộc đời nó ý nghĩa và nó trọn vẹn. Đấy, thì em cho rằng là cha mẹ và các thầy cô giáo nên cần phải được trang bị những cái năng lực, công cụ NLP, phải có sự kết hợp. Thì từ khi học á, thì em cũng chỉ có một cái ước ao là
cả những người làm cha mẹ và những thầy cô giáo đều được học và được tiếp cận với NLP. Bởi vì nếu chỉ khi cô giáo và bố mẹ hiểu mình, thương mình thì sẽ được hiểu được học sinh, hiểu được con và sẽ trở nên có cái tình thương với con và với học sinh của mình đó. Và khi mà mình hiểu rồi, mình thương rồi, nhưng mà mình lại phải có công cụ ạ. Đó, nếu mình chỉ có hiểu và thương thôi nhưng mình không biết làm như thế nào thì cái hiểu và thương đó nó chỉ ở bên trong của mình thôi, nó không sẽ chuyển hóa thành cái sản phẩm ở bên ngoài đó. Nếu như, và em thấy rằng nếu họ được trang bị những cái công cụ như là các cái công cụ giao tiếp này, rồi kỹ năng kết nối này, rồi các cách thức để mà không để làm sao mà không tạo ra những đám mây tiêu cực này, rồi nếu mà có đám mây tiêu cực thì mình phải biết cách xóa nó đi này, thì đó chính là cái lợi mà những cái đứa trẻ, những cái đứa con của mình nó nhận được. Thì em thấy là như vậy. Và em rất muốn là khi mà em với vai trò là một nhà giáo dục nhưng mà lại được trang bị NLP như thế này thì em cũng sẽ lan tỏa cái điều này tới những cái cán bộ công nhân viên của em mà em đã được trang bị.